Sáng giao lưu với Huy Lê các bạn. Huy Lê hả? Em là Huy Lê hả? Cái YouTube em là Huy Lê hả? Huy Lê. Thì em ở Vũng Tàu. Con này chim gì Huy? Nó màu đấy. Em màu à? Đồ nó kêu không thấy nó mở miệng ha. Kêu suốt trong lọc luôn à. Con này sợ con đó hả? Này mới hả? Em nuôi chim chiền lên hả Huy? Thì Huy Lê cũng có một cái kênh YouTube anh em. Em chưa biết làm video á. Con này là chim năm màu. Con này thường anh em thấy nó hút hút mật ở trong cái mấy cái bông rồi đó. Là con này ha, con này nó chuyên môn đi hút mật. Cái mỏ nó cong cong nè. Mình chỉ chơi sâu đục đỏ thôi, không có chơi cái dòng hút mật này. Cái sau cái hồng hốc mặt này là cái mình không có rành, những anh em ta quen chơi cái loại này đó thì anh em ta có biết cái loại thức ăn cho nó, mình không có rành cái loại này, thấy không? Mình nuôi không có con nào mà hót ở trong lục đó, ít có hót, nhưng mà em chơi là em cho nó ăn ăn đúng cái thể loại của nó đó. Thì ở đây mình cũng có, ở trên đó có hốc mặt trên đó đó, nhưng mà hút mặt ba màu á, nó đang ăn ở trên cây á. Thì mình chỉ chơi hai dòng sâu đầu đỏ quýt cô thôi à. Thì sáng giao lưu với em mà ngồi nói chuyện chơi, hai anh em ngồi uống cà phê chơi rồi nói chuyện. Hai anh em ngồi uống cà phê nói chuyện chơi rồi thôi giờ em chuẩn bị đi về Vũng Tàu. Rồi chúc cho chuyến đi được thuận lợi bình an. Rồi, chúc vui vẻ ha. Rồi, cái bụng quẩn ghé anh chơi. Mình cũng chuẩn bị đi câu cá các bạn ơi. Đi câu cá chơi giải trí chơi. Rồi chúc chú vui vẻ. Anh em xem kênh Huy Lê ủng hộ kênh của chú này nữa ha. Chú này là con. Rồi bye bye.